Ok, tôi sẽ giải bài này nha. Đầu tiên, sẽ định cận của X và Y. Cận của X là đi từ 1 cho tới E. Cận của Y đi từ 0 cho tới loganipe của X. Vẽ 4 cái cận này. Cận X bằng 1, X bằng E, Y bằng 0, Y bằng loganipe của X. Ok, vậy thôi. X, O, Y. X bằng 1 thì Y bằng 0. X bằng 1, Y bằng 0, kéo lên. X bằng E. X bằng E. E thì nó có là 2,7 đó. 2,7, 2 đây. 2,7 là tầm đâu đây? Ok, thì cũng không cần chính xác, không cần chính xác đâu, nên là E, X bằng E, Y bằng 0, Y bằng 0 thì X cũng bằng 0, Y bằng 0 thì nằm đây, cái đường này, Y bằng loganipe của X, Y bằng loganipe của X, ta cho X bằng, cho X bằng E đây. C bằng Y sẽ loganipe của E thì bằng 1. X bằng 1 đây. C loganipe của 1 thì nó bằng 0. Y bằng 0. X bằng E, Y bằng 1, mà nằm đây. Đây, X bằng E bằng 1. X bằng 1, Y bằng 0 thì nằm đây. Rồi, dễ hàm loganipe thôi. Đây là đồ thị của loganipe x, y bằng loganipe x. Đây chính là cái miền của ta xác định đây, nó giới hạn bởi từ x từ 1 tới e, y thì từ 0 cho tới loganipe của x, nó nằm đây. Rồi ok, xong đổi thứ tự lại thôi, đổi thứ tự x chạy theo hàng, bây giờ sẽ chạy theo hàm, y chạy theo hàm, bây giờ sẽ đổi làm chạy theo hàng, y chạy theo hàng thì y đi từ 0 cho tới 1, ngay cái miền ta giới hạn 0 tới 1, y đi lên mà, y đi lên, đi lên 0, 1. X chạy theo hàm, X đi ngang, đi ngang xuất phát từ cái hàm này, xuất phát từ cái hàm này, hàm loganipe của X, mà Y, Y bằng loganipe của X, siga X sẽ bằng loganipe thì nó là E mũ Y, cho nên x đi từ e mũ y cho tới là e, cho tới cái này, cho tới cận này, cái này là e. Ok, vậy là xong, đơn giản không, quá đơn giản.